Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi đang đứng ở đây là trên cái tòa nhà condotel có tên là Mermaid Seaside, tức là ven biển đây. Mặt tiền đường Trần Phú thuộc phường 5 thành phố Vũng Tàu. Đây là núi lớn đây quý vị nhé. Đây. Đây là chợ, là chùa, ở đây người ta gọi là chùa Tàu đây. Đây biển đây. Vị nhá, rất là đẹp. Trên đây tôi đang đứng đây là trên tầng 9, có cái hồ bơi ở đây, hồ bơi vô cực đó. Thẳng ra biển luôn, rất là đẹp, tuyệt vời. Thì giới thiệu với quý vị, ở trên cái tầng 9 này tôi đang có một cái căn hộ đang chào bán, có diện tích là 60 m2, nhìn biển. Đây mình đừng đi xuống này, hồ bơi à. Căn hộ này có diện tích là 60 m2. Đây là hành lang. Đây tôi đang ở bên trong của căn hộ đây. Mé của mình là mé nhìn xuống cái chùa Tàu này và nhìn ra biển này. Thì khi bán thì anh chủ nhà có để lại hết nội thất các thứ anh ấy mới sắm. Nội thất rất là cao cấp. Giá đang chào bán là 2 tỷ 7 quý vị nhé. Đây, TV rồi có cả cái loa sao ba này. Hệ thống giải trí. Đây là phòng khách. Có máy lạnh luôn à. Tủ bếp. Đây có một phòng ngủ bên trong. Tủ lạnh à, máy lạnh. Tivi, hai cái tivi quý vị nhé, hai cái tivi. Đấy, có một cái góc làm việc này à. Anh thiết kế cái nội thất này là rất là hài hòa ha. Đây phòng ngủ nhìn thẳng xuống dưới biển. Đấy. Phòng ngủ, phòng khách là đều nhìn hướng biển hết. Nhìn ra núi này. Dưới này là chùa. Đây có một phòng vệ sinh bên trong này. Đấy, nhà thì có hai nhà vệ sinh. Đấy. Rất là cao cấp. Đồ vệ sinh cao cấp. Ngoài này có hai, đây cũng có cái nhà vệ sinh nữa, máy giặt ở để trong bên trong này luôn này, lồng ngang, máy giặt lồng ngang, hay sơ bộ như vậy, hệ thống đèn tiết kiệm điện, hay quay tổng thể lại cho quý vị xem lại một lần nữa. Rồi giá chào bán là 2 tỷ 7 quý vị nhé. Và đặc biệt thì ở đây thì là vay được ngân hàng quý vị, mặc dù là giấy tờ hiện thời thì nó vẫn là hợp đồng thôi, nhưng mà vay được ngân hàng, anh chủ nhà anh cũng đang vay, không vấn đề gì hết, ngân hàng vẫn hỗ trợ bình thường. Đấy, thì quý vị nào có quan tâm ở đây thì alo cho tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.